Xin chào những người anh em mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một ngày an lành. Giờ mời anh em đến với những tin chính ngày hôm nay. MU để lộ ngân sách chuyển nhượng eo hẹp. Arsenal liệu có phải Ed Woodward mới? MU sắp trả giá lần 3 cho De Jong. Man United mất giá, cầu thủ vô danh cũng chê. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chi tiết. À, anh em cho mình xin cái like với cả đăng ký để ủng hộ kênh phát triển nhé. Cảm ơn rất nhiều. MU để lộ ngân sách chuyển nhượng eo hẹp. Theo các báo cáo, Manchester United đã giới hạn ngân sách chuyển nhượng cho Erik ten Hag ở mức 120 triệu bảng. Mặc dù huấn luyện viên người Hà Lan muốn có ít nhất 5 bản hợp đồng mới, nhưng các thông tin tiết lộ rằng ông ấy sẵn sàng chấp nhận chỉ có 3 thương vụ chuyển nhượng. Quỷ đỏ quan tâm đến Frankie de Jong, trong khi Lisandro Martinez và Anthony cũng được liên hệ. Manchester United biết rằng đang có một mùa hè khắc nghiệt ở phía trước. Sau khi mất một Pogba, Nemanja Matic, Lukaku, Jesse Lingard, Juan Mata và Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do, Quỷ đỏ quyết tâm cải thiện đội hình. Tờ Mirror cho biết, câu lạc bộ sẽ mua sắm với ngân sách tối đa là 120 triệu bảng vào mùa hè này. Trước đây, Quỷ đỏ đã chi nhiều hơn thế, đặc biệt là dưới thời Luis Van Gaal, Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng năm nay, do không được dự Champions League khiến cho câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn. Lý tưởng nhất với Ten Hag là sẽ ký hợp đồng với hai hậu vệ cánh, một trung vệ, một tiền vệ phòng ngự, một tiền vệ sáng tạo và một tiền đạo. Nhưng với ngân sách eo hẹp, có thể nói rằng Man United hiện tại chấp nhận rằng phải ưu tiên một số khu vực nhất định trong đội hình của mình. Một trung vệ, một tiền đạo và một tiền vệ hiện là những ưu tiên của Quỷ đỏ khi đang tìm kiếm những người phù hợp để giúp cải thiện phong độ của câu lạc bộ trong mùa giải tới. United được cho là đang nhắm đến những cầu thủ kém tên tuổi nhưng lại đang khát khao cơ hội chứng tỏ bản thân ở một câu lạc bộ có danh tiếng. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những năm trước khi MU mua toàn siêu sao như Pogba, Di Maria, Sanchez hay là Phan Cao. De Jong đang là mục tiêu chính, mặc dù United và Barcelona được cho là cách nhau 10 triệu bảng khi định giá tiền vệ này. Có thông tin cho rằng Lisandro Martinez và tiền đạo Anthony, những người từng chơi dưới thời Erik ten Hag tại Ajax, cũng nằm trong tầm ngắm của câu lạc bộ. Và với việc hệ thống phân cấp của United chấp nhận các ưu tiên mua sắm trong ngân sách eo hẹp, sẽ rất thú vị để xem câu lạc bộ có thể đạt được những bản hợp đồng nào. Zidane tiết lộ lý do từ chối MU. Sau khi nói lời chia tay Real Madrid, huấn luyện viên Zidane vẫn chưa bắt đầu cuộc hành trình mới với bất kỳ đội bóng nào. Thời gian qua, chiến lược gia người Pháp được đồn đoán sẽ đảm nhận vai trò thuyền trưởng tại Paris Saint-Germain sau khi nhà đương kim vô địch Ligue 1 quyết định sa thải Pochettino. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người từng giúp Real gặt hái 3 danh hiệu Champions League liên tiếp vẫn chưa để tâm đến lời đề nghị này. Thậm chí trước đó, ông cũng từng phớt lờ việc trở thành huấn luyện viên Man United vào giai đoạn đội bóng nước Anh đang tìm người thay thế Ole Gunnar Solskjaer. Mới đây, cựu danh thủ Juventus đã lên tiếng tiết lộ nguyên do khiến ông khó có thể ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Tôi có muốn đến Manchester United hay không ư? Tôi biết tiếng Anh, nhưng tôi không hoàn toàn thông thạo nó. Tôi biết rằng có những huấn luyện viên đến các câu lạc bộ và không cần thành thạo ngôn ngữ ở đó, nhưng tôi làm việc theo một cách khác. Phải có rất nhiều yếu tố cùng phát huy tác dụng thì mới có thể giành chiến thắng. Đó là bối cảnh toàn cầu hiện nay. Vì vậy, tôi biết mình cần phải làm gì phù hợp để tìm kiếm chiến thắng. Chiến lược gia người Pháp tin rằng ngôn ngữ sẽ là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của một đội bóng. Chính vì vậy, ông sẽ không đưa ra quyết định mạo hiểm. Arsenal liệu có phải Woodward mới? Giám đốc điều hành Richard Arnold có rất nhiều thách thức cần phải vượt qua nếu muốn thành công tại Man United. Tuy nhiên, điều lớn nhất là thuyết phục mọi người rằng ông không phải là một Ed Woodward khác. Ban đầu, Richard Arnold không có ý định nhúng tay vào việc điều hành bóng đá. Đó là lý do tại sao ông giao cho giám đốc thể thao Sean Murdoch và giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher đứng đầu trong việc tìm kiếm sự thay thế lâu dài cho Ole Gunnar Solskjaer. Mùa hè năm 2022 này có nhiều thay đổi đáng kể tại Old Trafford, với quyền uy của Murdoch ngày càng trở nên rõ ràng. Ông hiện đang lãnh đạo chiến lược chuyển nhượng của Quỷ đỏ và đã nắm quyền kiểm soát các cuộc đàm phán kể từ khi Matt Dugger ra đi. Trưởng bộ phận tuyển trạch Jim Lalor và trưởng bộ phận trinh sát toàn cầu Marcel Bo cũng đã ra đi. Họ đều là những nhân vật chủ chốt trong chiến lược chuyển dụng vốn đã hoạt động kém hiệu quả trong những năm hậu Sir Alex Ferguson. Thông điệp từ bên trong câu lạc bộ là họ bắt đầu phải chi tiêu khôn ngoan hơn. Bộ phận truyền thông cũng đã có những thay đổi và Quỷ đỏ thậm chí
đã tìm kiếm bếp trưởng mới cho đội 1 vào mùa hè này trong quá trình cải tổ toàn diện. Đặc biệt, vai trò của Fletcher cũng sẽ được xác định lại. Bởi sau sự ra đi của các huấn luyện viên Michael Carrick và Kieran McKenna, khoảng trống ở đội ngũ trợ lý của Man United là không nhỏ. MU sắp trả giá lần 3 cho De Jong. Trong kỳ chuyển nhượng hè này, Quỷ Đỏ đã mất Pogba, Matic, Lingard và Juan Mata. Huấn luyện viên Richard Hart buộc phải nỗ lực để đem về những tân binh hòng gia cố hàng tiền vệ. Đây là lý do đã có những liên hệ chặt chẽ với Frankie De Jong thời gian qua. Theo nhà báo uy tín Romano, gã khổng lồ xứ Catalan muốn 86 triệu euro, tương đương 74 triệu bảng cho trường hợp của De Jong. Số tiền tương đương những gì mà Barca đã bỏ ra cho tiền vệ người Hà Lan vào năm 2019. Sau hai lần đề nghị đầu bị từ chối, The Sun tiết lộ Quỷ Đỏ đã quay trở lại với số tiền 65 triệu bảng cộng với tiền thưởng, tức là tăng 5 triệu euro so với lần gần nhất đàm phán. Dĩ nhiên, con số này vẫn cách khá xa so với mong đợi của Barca. Các báo cáo trước đây cho biết Erik ten Hag muốn xây dựng đội hình của mình xung quanh cậu học trò cưng, nhưng một thỏa thuận sẽ không dễ dàng đạt được, ngay cả khi họ đã đồng ý một mức phí với Barca. Cầu thủ này cho biết anh rất vui khi ở lại Barcelona. Ngoài ra, cha đẻ của De Jong cũng từng tiết lộ rằng cầu thủ 25 tuổi thích thời tiết nắng ấm ở Tây Ban Nha hơn là những cơn mưa liên tục ở Anh Quốc. Quyết tâm của Quỷ Đỏ trong thương vụ này là rất lớn khi giám đốc điều hành Richard Arnold tuyên bố tiền không phải là vấn đề với Man United. Dù vậy thì hiện tại, câu lạc bộ vẫn đang kỳ kèo bớt 1-2. MU mất giá, cầu thủ vô danh cũng chê. Chuyên gia chuyển nhượng Romano cập nhật tình hình mua sắm đáng lo ngại của MU và Erik ten Hag khi có đến hai mục tiêu từ chối Quỷ Đỏ. Theo vị này, cầu thủ MU nhắm tới là Christopher Nkunku đã ký hợp đồng mới để ở lại Leipzig. Cây bút này viết: chính thức và đã được xác nhận, Christopher Nkunku gia hạn hợp đồng với Leipzig đến tháng 6 năm 2026. Thỏa thuận đã được ký kết và niêm phong. Có một điều khoản giải phóng được bao gồm trong hợp đồng với giá 60 triệu euro. Điều khoản giải phóng của Nkunku với Leipzig có hiệu lực từ mùa hè năm 2023. Nkunku có một mùa giải xuất sắc cho đại diện Bundesliga khi tiền đạo này ghi được 35 bàn cùng 19 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Ngoài Nkunku không mang gia nhập MU, Romano cho biết thêm, ngay cả tài năng 18 tuổi Malcolm Ebiwe của Derby County, đội vừa xuống chơi hạng nhì Anh, League One, cũng đã từ chối Quỷ Đỏ để chọn Crystal Palace. Romano viết tiếp, tài năng người Anh Malcolm Ebiwe của Derby County sẽ không gia nhập MU. Cậu ấy chuẩn bị ký với Crystal Palace sau khi thực hiện kiểm tra y tế trong tuần này. Thỏa thuận đôi bên đã xong với thời hạn hợp đồng có giá trị đến tháng 6 năm 2027. MU hiện vẫn chưa mang được tân binh nào về trong kế hoạch bổ sung ít nhất 5 bản hợp đồng mới của Ten Hag. Trước đó, Quỷ Đỏ dù đàm phán với Darwin Nunez nhưng đã phải ngậm ngùi cảnh bị Liverpool hớt tay trên tay săn bàn 22 tuổi. Hợp đồng của Henderson chuẩn bị hoàn tất. Dean Henderson từng thể hiện những màn cứu thua ấn tượng khi được cho mượn tại Sheffield United mùa giải 2019-2020 và đã có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính với David De Gea sau khi trở lại MU. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, trong bối cảnh thủ thành người Tây Ban Nha cho thấy sự thăng hoa về mặt phong độ, ngôi sao 25 tuổi đã không thể tìm thấy cơ hội chen chân vào đội hình Quỷ Đỏ. Anh thậm chí còn không có lấy một lần ra sân tại Wembley. Chính vì lẽ đó, Henderson đã quyết định rời đi để tìm kiếm bên nô mới và động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của Nottingham Forest. Đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại Premier League đang cần tìm kiếm phương án thay thế thủ thành Bruce Samba, người vừa từ chối đề nghị gia hạn và chuẩn bị chuyển đến đầu quân cho Lens. Do đó, họ quyết tâm chiêu mộ Henderson để duy trì sự ổn định cho mặt trận phòng ngự. Theo nguồn tin từ The Athletic, đến nay thỏa thuận gần như đã hoàn tất khi Forest thuyết phục thành công Man United cho mượn Henderson đến hết mùa giải, với điều kiện họ sẽ trả toàn bộ khoản lương của thủ thành sinh năm 1997. Tại bên đỗ mới, Henderson hoàn toàn có thể tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh một suất đá chính ở tuyển Anh khi họ chuẩn bị bước vào sân chơi lớn nhất hành tinh World Cup năm 2022. MU chuẩn bị đón người thay thế Henderson. Mùa hè năm nay, MU bước vào thị trường chuyển nhượng với hàng loạt kế hoạch quan trọng. Dù vậy, hiện tại huấn luyện viên Erik ten Hag chắc chắn đang rất đau đầu vì những thương vụ trọng điểm như Frankie de Jong hay Timber đều vẫn đang đi vào bế tắc. Điều đáng nói, trong lúc chưa chiêu mộ được bất kỳ tân binh nào, thì một nhân tố chủ chốt đã lên kế hoạch rời khỏi Old Trafford
đó là trường hợp của Henderson. Thủ thành người Anh muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên và hiện đang tiến gần đến một thỏa thuận với Nottingham Forest. Rơi vào tình thế bất khả kháng, MU cũng đã lên kế hoạch thay thế Henderson bằng một phương án chất lượng khác. Trong bối cảnh MU chỉ còn lại duy nhất một cái tên là Tom Heaton để dự phòng cho David De Gea. Theo tiết lộ từ ký giả Simon Stone, đội chủ sân Old Trafford đã xác định Daniel Bergkamp như sự lựa chọn thay thế cho Henderson trong mùa giải năm sau. Bergkamp hiện đang khoác áo Watford với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2024. Vì vậy, nếu mua đất, chắc chắn MU sẽ phải bỏ ra một khoản phí nhất định cho mùa sau này. Mùa trước, thực tế thì Bergkamp cũng chỉ đóng vai trò kép phụ cho Ben Foster tại Watford. Anh có tổng cộng 12 lần bắt chính tại Premier League. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.